Rồi chào anh em ha, em Minh Hoài đây. Kênh YouTube của em là Hoài Mini ha. Hôm nay em vệ sinh cái máy cổ nè. Làm một khúc rồi mới nhớ lại rảnh rảnh quay clip cho anh em coi chơi ha. Máy này nó em mới rửa rồi nè. Còn cái lóc máy chưa rửa nè. Rửa rồi với chưa rửa nhìn khác ha. Đó. Mới rửa tới đây cái còn lóc máy nè. Cái nhớ lại hồi để quay clip nói chuyện chơi ha. Máy này là máy Rubin chắc khoảng 30cc anh em ơi. Chắc EC03 hay gì quá. Có ốc nền nữa nè ha. Ốc nền này gắn vô chế xe đồ ngon lắm ha. 36 ly mà dinh lớn nè anh em. Qua lăng này nặng nữa ha. Chạy là mạnh lắm á. Máy này em mua thì nó bị dính bạc ha. Bởi vì em tháo em vệ sinh hết luôn. Vệ sinh lại luôn cho nó ngon lành. Rồi. Xịt nước rửa cái nghe anh em. Rửa cho nó sơ sơ cái lấy nước tẩy quét lại cái rồi rửa sạch lại. Quay này chủ yếu cho anh em coi chơi ha. Giao lưu thôi, thích máy cổ thì anh em coi chơi ha. Máy nhìn đã nè, nhìn cái hình dáng máy đã lắm anh em. Để nào xong em lên clip cho anh em coi ha. Em xịt bằng máy rửa xe nha. Xịt cái trắng tư liền nè anh em. Xíu còn cái nào dơ thì mình lấy cái này mình quét lại cái nữa. Cái này mình quét lại gì nè. Đó. Vệ sinh cái máy là nó phải gì anh em. Nước tông này nó bị dính bạc bởi vì nó hơi đen thôi chứ không phải gì hết ha. Cái này nữa em rửa ra sạch trơn nè. Cái nồng còn đẹp lắm. Cái nồng chưa có đóng khói trên đầu gì mấy luôn. Còn đẹp. Nồng còn đẹp. Vô còn nước gam trắng tươi luôn. Rồi tiếp tục rửa tiếp anh em. Nào rửa không ra thì mình để vô mình chà lại anh em ơi. Chà lại ha. Này là em quay thực tế không có cắt ghép không có gì hết nghe anh em. Quay tới đâu là tới đâu quay tới đó. Ai thích máy cổ thì nhìn thấy cái máy này là khoái liền anh em. Em nhìn em khoái luôn. Bán máy nhiều khi bán gì đam mê thôi chứ. Nhiều khi không có lời lớn gì như. Tại thích thấy đẹp mua vậy. Máy này dọn xong để đấu giá chơi quá anh em. Ai cũng thích.
ai mua giá cao được thì bán thôi ha. Nhìn mấy cái máy cổ nó đã lắm, nó có cái chất lượng đó nè. Sẵn nhớ lại quay cho anh em cái máy này, Cule 4 nè anh em. Cule 4 huyền thoại ha, máy này còn chạy luôn nè, nhưng mà cái bình xăng con này nó chưa chỉnh, của thằng cháu nó để là cho đó. Cule 4 gọi máy này, máy chạy xăng với dầu lửa ha. Lúc bán cái có anh đầu tiên chốt cái chốt cái chốt cười vui vậy ha, cái đây vậy cái nó không mua, cái bắt đầu nó mất duyên từ đó luôn anh em. Cái từ đó đi ba bốn người hỏi mà không ai mua chứ ha. Chừng nào anh em nào mua thì liên hệ em lại nha, giá 1.950.000 nha. Cái máy này vừa chạy xăng vừa chạy dầu lửa ha. Đó nó cũng là lạ cái chỗ đó. Rồi tiếp tục qua rửa cái máy này đi. Này rửa xong là em xịt nước cho khô rồi em lấy xăng em rửa lại mấy cái đạn phốt trong đây nha, chứ không có để gì là quay xét hư đạn hết. Nhưng nó hơi rõ ràng ha, để công anh em nó rửa rồi cái để vậy luôn, tẩy banh bạc đạn hết. Rửa xong xịt khô đồ đàng hoàng rồi xúc xăng trong đây cho nó sạch ba cái chất tẩy ra hết rồi mới mình làm chạy ha, chứ không có để chất tẩy gì nó hư. Xăng con này anh em, Mikuni Japan nè. Đó. Máy này chạy dít lửa ha, khỏi bàn ha, chắc gen ti đã lắm anh em. 36 ly mà cái dên cà bá nè, cái dên như dên 40 ly vậy, cái tay bành kia luôn nè. Coi cái độ dày bích tông này nè, dày mịt luôn nè. Công nhận cái độ bền nó dữ dằn luôn, cái dày nhìn cái bích tông nó dày dặn ghê luôn. Cái này chút rửa ra em lấy nhám mình em đánh sơ lại cái cho nó trắng cho nó sạch sẽ rồi. Rồi xịt nước lại cái cơ bản cũng ổn rồi đó. Quay cho anh em coi chơi vô lưu thôi ha, có gì sơ sót thì bỏ qua nữa ha, không phải chuyên nghiệp nữa. Chủ yếu quay cho anh em coi cái máy này nó là sao ha. Rồi xịt rửa lại cái đây ha, xịt khô rồi nè, đó, sạch trơn rồi nè. Đó lần này là cái lần keo zin nha, chưa có mở chưa có đụng chạm nha. Xúc xăng rồi đàng hoàng này ha, rửa xăng lại cho nó tuột bằng cái nước ra để đóng bạc đạn nó lâu ngày nó hư đạn ha.
Nhà em còn lấy nhất mới em đổ vô cho nó im nữa đó này. Không phải rửa gì là xong nữa không? Sạch chân như lúc ban đầu luôn ha. Này là xăng nha, cho nó tuột nước ra. Cho nó tuột nước tuột bụi ra ha, vậy là ok đó. Đó, cái kênh em làm mục đích là để giao lưu học hỏi thôi nha, chứ anh em nào sân si thì em xin phép em chặn chặn chơi ra khỏi cuộc chơi ha. Anh em nào đàng hoàng thì mình để lại mình giao lưu thôi đó, cái đó em nói rõ. Vô mà sân si bình luận này nói nọ em thấy ghét lắm, chặn hết. Tạo ra để anh em giao lưu ha, học hỏi thôi, chia sẻ kinh nghiệm với nhau ha. Đẹp rồi, coi như là xong bước một vệ sinh rồi ha. Vận chuyển về cái bugi nó gãy này nè, tức ghê, gãy ngang bugi này chân bốn thì. Rồi vậy đi ha. Nào xong em quay clip nổ cho anh em coi. Tại vì vệ sinh thì mình quay sơ sơ vậy thôi ha. Đứa nào lên xong rồi em quay clip nổ chắc cho anh em đấu giá giao lưu chơi ha. Rồi chào anh em nhé. Cảm ơn anh em đã ủng hộ thời gian qua ha.